Xin kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 4, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về những nhiệm vụ cần triển khai quyết liệt trong thời gian tới. Trong khi chờ kết luận về nguyên nhân cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, người dân cả đời sống bằng nghề chài lưới.